Hello Điền Bình Chánh xin chào tất cả anh em. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2024 nha anh em. Thì cái thuốc tăng bo cấp tốc á, lợi chích á, thì nó có hai loại bên Điền đang bán nha anh em. Đó là chích xanh casino nè, double nha anh em. Double là cái dòng chích qua đêm, còn chích xanh là chơi liền. Thì rất là nhiều anh em muốn sử dụng cái dòng chích nhưng mà còn phân vân hai cái này. Thì trong cái clip này bữa nay thì Điền sẽ đi chia sẻ công dụng cái hay riêng của từng loại cho anh em nắm bắt, để anh em có thể cân nhắc sử dụng cho gà mình một cách hợp lý. Khi nào thì sử dụng đúp binh, khi nào sử dụng chích xanh, hay này cái độ mạnh nó cũng tương đương nhau anh em, xài ok lắm. Điền đã bán qua rất là nhiều năm rồi, những cái mà lúc trước Điền xài á, thấy ok thì mới bán cho anh em, mà bán qua thời gian anh em phản hồi về là thấy cực kỳ ok. Thì anh em xem video nhớ cho Điền một like nha anh em. Còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông theo dõi nha anh em. Thì chích xanh đây nè anh em, chích xanh casino là một dòng thuốc tăng bo cấp tốc dạng chích anh em. Thằng này 15 phút chơi được. Cái độ mạnh của nó bo rất là khủng anh em, độ lì cao, nhanh chơi cầm 12 tiếng. Cái thằng này là được anh em sử dụng cái tỷ lệ cao nhất, thằng này bán nhiều nhất anh em. Một C của nó là 600 ngàn. Anh em lấy chai 5C là 2,5 triệu. Cái hay của nó là rất là nhanh chơi, nhưng mà cái độ phần của con gà rất là tươi nhưng mà nó không có gây ngơ gà anh em. Nó hay lắm, nước ối cực kỳ cao, độ nhanh lẹ chính xác. Tầm nửa tiếng thì anh em chơi là ok nhất, nên cầm tới 12 tiếng là mà không sợ, không phụ thuộc thời gian. Thì những cái lưu ý cái thằng chích xanh Điền đã cũng đã làm cái clip đó, anh em có thể xem lại clip trước. Còn đây là cái thằng đúp binh màu đỏ là chích qua đêm nha anh em. Thì để Điền cầm hai cái thì nói ghi mỗi cái cho anh em dễ nắm. Thằng chích xanh này nè, đó là 15 phút là anh em chơi được, nó cầm trong vòng 12 tiếng. Còn thằng này chích trước một đêm nó cầm 3 ngày đó. Thằng nào cũng có cái ưu thế riêng á. Thằng đúp binh này á, thì để dành anh em tiếp bồ hoặc những gà nhỏ chạng nhỏ ký á, nó là hay bị lọt chạng á, hoặc là con gà nó cũng gần tới rồi anh em cứ chưa có biết ngày chơi chính xác á, hoặc là anh em đang đợi tiếp bồ, đang đợi số ký hít anh em, hoặc lọt chạng anh em mới mới đem ra tiếp người ta, thì anh em kích thằng này sẵn. Thời gian của nó là 3 ngày, không phụ thuộc thời gian, không cần nhấp nhí gì á, có nhấp trước thì tốt. Bo cũng rất là mạnh nha anh em, độ lì cao, phản xạ con gà cực kỳ nhanh lẹ, né đòn hay là ra đòn gì cũng nhanh lẹ dứt khoát hết trơn anh em. Gà rất là sáng mắt, rất là hay anh em. Cái này 1C cũng xài khoảng 20 kg gà. Cái thằng này 3C mấy nó cũng xài khoảng chừng 15-16 kg gà anh em, khoảng 18 kg, cũng khoảng 6 con á. Hai này là tầm khoảng, nếu mà gà nồi tầm khoảng 3 kg là xài được 6 con á, loại nào cũng vậy. Cái thằng này 3C nhưng mà xài cái liều cao, còn cái thằng này nó 1C nhưng mà nó xài cái liều ít hơn, là nó ra cũng như nhau anh em. Thằng này xài chung chích xanh thì xài chung với nước cất, còn đúp binh thì xài một mình nó, không pha gì hết á. Đó, thằng này cầm 3 ngày, còn thằng này cầm 12 tiếng. Nhanh chơi nhanh hết anh em, lâu chơi lâu hết. Đó vậy đó. Thì đừng nói vậy đó, để cho anh em có sự lựa chọn chính xác. Cái thằng nào thì cũng xài nước được như nhau anh em. Cái thằng đỏ đúp binh màu đỏ này nè, đặc biệt con gà nó sáng, nó nhanh lẹ, nó khôn, con gà dữ trời lắm anh em. Thằng xanh này thì nó phần mạnh mẽ, bo lớn. Còn thằng này thì tốc độ ra đòn nhanh, tránh lé lẹ. Nói chung gà nó khôn, nó sáng, gà dữ lắm. Độ lì thì nó yếu hơn thằng xanh một chút xíu. Độ lướt ối hai cái là như nhau anh em. Thằng xanh này có trợ tim nhưng mà thằng này thì không có, trợ tim yếu á. Đó là mỗi thằng nó có một cái riêng cho anh em, cứ lựa chọn sử dụng cái loại nào mà phù hợp với con gà của anh em á là sử dụng ok à. Thì Điền đã nói cái điều kiện của mỗi loại rồi đó, thì anh em cứ cân nhắc để cho anh em có sự lựa chọn chính xác. Anh em gơi vô con gà có cái đang có con gà ở trạng đó thì mình sắm mình xài. Nhiều anh em cũng xài xen qua xen lại, bên Điền bán cũng nhiều nhưng mà cái tỷ lệ đúp binh anh em lấy ít hơn. Ví dụ như anh em lấy 3 chiến xanh thì chan vô chiến đúp binh nha, để xài những con gà khác đó. Đúp binh này cái chai lớn, chai 10C nó 1,6 triệu nha anh em, chai 10C. Còn chiếc lẻ 3C mấy này, một chai 10C thì chia làm 3 là 600 ngàn.
xài cực kỳ ok, mạnh mẽ. Điền cũng đang phát triển thuốc mới anh em, nhưng mà có những cái xài vô nó hư gà quá, hoặc là những cái nó xài được nhưng mà nó không không có ngon, nó không có mạnh mẽ, cho nên cứ test đi test lại. Còn có những dòng vô nó hư luôn gà luôn, cho nên cũng khó lắm em. Mặc dù là bán đi anh em xài, nhưng mà danh tiếng Điền gầy dựng đó giờ không thể nào mà bán đại được anh em. Nhiều anh em mà sao hỏi bên Điền thấy ít phát triển thuốc, thì Điền cũng phát triển từ 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 anh em. Sử dụng loại nào ok mình mới đem về bán được. Những cái thứ Điền đem lên bán là Điền đã sử dụng trước, thấy ok có thể sử dụng cho anh em đại trà. Cái loại nào nói chung dễ sử dụng, chứ mà nếu mà xài mà khó khăn quá, những anh em những ông chú lớn tuổi sòng sòng tầm bốn mấy 50 khó sử dụng lắm. Mình thì trẻ thì cái gì cũng được, dễ lắm. Ừ, thuốc sử dụng đại đa số mà, cái nào dễ xài không hư gà đâu mình mới đem về anh em. Thuốc nuôi cũng vậy, thuốc nuôi xài ok ngon, giá cả phải chăng là điện đem về chia sẻ cho anh em. À anh em nào mua hàng thì alo trực tiếp với số điện thoại của Điền anh em, 0347471112, hoặc anh em ở gần chợ Hưng Long Bình Chánh thì cứ chạy trực tiếp qua nhà Điền lấy hàng là có sẵn hết trơn anh em. Những anh em ở khu vực gần thì có thể đặt xe qua lấy, hoặc là kêu shipper, hoặc anh em chuyển khoản Điền đặt Grab hoặc bên giao hàng nó giao cho anh em. Rồi vậy nha anh em, nên là xài thì hú Điền. Ngoài ra còn rất là nhiều hàng phi Mỹ, nghệ cửa mùng đá mài đầy đủ anh em. Rồi Điền xin chào tất cả anh em.